Chào quý vị anh chị cô chú nhá, lâu lắm em quay video lên kênh là vì em giờ này công việc hơi bận, vì em thường em đăng ở trong nhóm Zalo Facebook á, các anh chị cũng vào trong đó khá là đông nên em cũng chưa có thời gian để úp video lên kênh cho quý vị anh chị cô chú mới xem. Nên em đi trên bãi này thì nhiều đồ lắm, mà cơm thì bạt ngàn trời mây, các loại cao tần rồi áp suất rồi gì rồi đây, đây là trước mặt đây là một cái nồi áp suất cao tần luôn, là một bãi của người Trung Quốc ở Nhật nên cái nồi này nó bị trong hư quá rồi. Nồi ngoài thì nó đẹp, cái này thay ruột kiếm ruột khác bỏ vào là ngon, nồi nó đẹp nó ngon này, nặng này. Cái giữa này mọi đồ Panasonic rồi gì đầy luôn, nhiều thật. Đây là một cái nồi IH của Tiger. Tiger thì là theo quan điểm của em là Tiger là cơm ngon nhất trong các cái thằng nồi của Nhật đấy. Này, nồi đang ruột đang đẹp như thế này. À, nó bị bong đôi tí nhưng xung quanh cũng đẹp. Còn mấy cái nồi hầm, nồi ninh xương gì đây này, nồi áp suất ninh xương này. Này thì giới thiệu với quý vị chị cô chú cùng xem, để có nhu cầu nào thì em sẽ gửi về. Thì các loại nồi cơm, nồi đây là nồi ủ nhiệt này, à, cái này có được nấu luôn hả? Ôi trời, nồi cơm kiểu gì đấy mới đó. Giờ em mới thấy cái này là vì tại vì nhà cũng không dùng được cái đồ này, này. Biết được, được, được. Đây, nhà thì cũng dùng mấy cái dòng thông thường mà ở Việt Nam ta vẫn hay có nhu cầu thôi. Đây, con này nồi đang còn đẹp, nó bị dính một chút gì đó, thức ăn cả cơm gì đó lên nên là còn hầu như cái ruột đang còn mỗi lông này. Cái này là cái vết dính nhá, chứ không phải là vết bong nha các bác. Đây em quay chị này, cái này vết bụi dính đấy, chứ không phải là vết bong tróc gì cả. Nồi này thì của Vegetable là một cái hãng nào chưa biết, em chưa biết hãng nó luôn. Bên Nhật này thật ra nói với các bác là nó rất nhiều hãng, bạt ngàn trời mây luôn, người Nhật người ta cũng dùng hết. Này đây là cái thương hiệu của nước họ sản xuất, thì có thể là sản xuất ở các nước khác như rồi Việt Nam rồi China rồi các nước Đông Á khác. Về cái hàng điện tử ấy thì là 98% trở lên là sản xuất ở Trung Quốc. Còn các máy mặc thì là Việt Nam rồi Campuchia rồi Bangladesh. Đây này, máy lọc không khí của Econavi của Panasonic, là vừa lọc vừa hút ẩm, lọc cái này lọc vừa hút lọc, có ngăn để bỏ khé nước vào. Còn đây rất nhiều các cái ăn đổ nước vào để lọc không khí trong phòng là ống hút động. Rồi. Như thật. Đó, cái máy hút bụi kiểu vậy, xô gì dọn dẹp nó quen quen mồm, nói tên tiếng Nhật thì các bác nhiều bác gọi là mày nói Nhật nó không biết sao, mày trọng đồ chơi của trẻ con này. Đa số là máy lọc không khí hút ẩm, thì mùa này thì nó sẽ ok hơn. Máy sưởi, quạt sưởi này, máy may công nghiệp này, nồi cơm các thứ, nồi bình nước mặt ngàn trời mây luôn kìa. Đây em chụp ảnh mặt ngàn luôn. Bên ngoài này thì có thêm mấy khoản như là vòi nước này, các loại vòi nước, các loại quạt này, quạt bãi này. Nó rồi nồi áp suất này, nồi áp suất thì bạt ngàn các thể loại luôn, điện có, ga có, rồi tư có, mới có cũ có. Cái này thì nó là cũ nhưng mà nó còn rất là đẹp, như gần như là mới. Rồi máy máy lọc không khí rồi rất nhiều đó, quạt này, cây này, rồi quạt treo tường, quạt con cóc, quạt bàn như đủ hết thể loại.
Chắc em lấy mấy quạt ở Việt Nam rồi. Quạt công nghiệp cũng có luôn. Lâu em không quay video lên kênh nên nay tranh thủ em quay lên để cho các bác có nhu cầu. Còn nhớ là em vẫn 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 đi làm nó cũ. Không ạ, là mày đi làm đây, lâu anh cũng dậy mày quay anh cũng không có hỏi. Góc kia là có nhiều cần câu ạ. Góc này thì có một số loa đài này, đàn đúng này. Rồi đài cassette này. Đấy, đàn organ thứ. Quạt. Rồi nhiều thật. Đây là chỗ anh em người ta tranh thủ người ta nghỉ ngơi. Có anh em Việt Nam làm ở đây thì em mới biết được cái chỗ này để đi. Đây các cái đầu đĩa rồi đài cassette, đầu cassette của Iowa này. Lò sưởi dầu, quạt. Ngoài kia này có dao. Đây đông ra đông sẽ cho người Trung Quốc. Còn có ông bạn em còn thương lượng xem giá bao nhiêu một cái. Đấy, máy hút bụi này. Đây là có đầu đĩa rồi các loại để trong này thì có mấy TV to, vợt tennis này. Rồi máy hút bụi aerobo thứ này. Đây là nặng lắm này, máy cái này là gì đây, hút ẩm. Thì em sẽ xem chi tiết bây giờ em đang quay cái này lọc ion, lọc ion này thì đang là hút ẩm, còn có cái ngăn kéo là biết à, cũng là lọc thôi. Ngăn gỗ hút ẩm thì nó sẽ là cái ngăn kéo ra để nước hút rớt xuống, còn ngăn của cái lọc thì là cái ngăn đứng để bỏ nước vào, nước giọt xuống để nó lọc bụi kiểu vậy đó. Máy cắt cầm tay này rồi thứ nói chung cái gì có, xe đạp, cái chất, cái dao mát, kính cũng vài cái tốt rác thôi, không có ấy đâu. Hỏi cái ông bao tiền cái đó mà để sau tí nữa, tí nữa gom một thể rồi tính tiền thể. Xe đẹp đó, dao ngon này, quay cho anh em coi mấy con dao bãi Nhật. Dao rất là ngon. Dao này còn lóc này, dao cai này, cai chính hãng này, Suki chính hãng này. Vâng. Ngon đấy, con dao này. Thôi, lấy thì đẹp mong manh này. Này cũng đồ lật vặt nhiều nhá, đồ đẹp đẹp trước mình hãy lấy không có. Tại sao? Ở kia kìa, kìa có mấy cái vòi nước tiện em sẽ coi trong. Ngoài nước đây là cho anh em người ta tháo ra rồi. Được này, coi ít nhỉ. Tháo rơi hết rồi. Nồi niêu trong chảo đấy kìa. Ngoài kia có máy bơm rửa xe này, ngoài kia xe đạp rồi thì ngoài đầy nhá quá. Đó. Đó. Đây người ta sẽ đi phá rỡ các cái nhà, người ta mang đồ đây, người ta bán rác rồi những gì mà riêng để có thể bán được, người ta vậy, người ta bán đồng nát, dây điện, dây cáp này còn nguyên bọc luôn rồi, đó, chưa sử dụng luôn, đi công trường còn thừa ở đây luôn, vali, ba lô này, từ nhà hàng bên kia kiểm vali chở đồ Việt Nam nha. Câu thử máy hơi đủ hết, cái máy sưởi này vừa nấu dầu vừa để sưởi dầu trên bỏ nước để bình nó nước sôi luôn. Rồi máy các cái khoan sạc của pin cầm tay này, rất nhiều đồ ở đây, nhiều đồ máy cầm tay, máy cắt cầm tay này, máy khoan này, máy mài này. Em có một cái nhà tinh chưa dùng nhá. Đây, các cái khoan lấy sạc này, em có đồ gì hay mấy tuần. Quăng đâu hết. Đấy, cắt con mũi nè, quả cưa mũi nè. Đất từ Arif Yohama nè. Vì xích tay được, cái này là cầm xích tay về Việt Nam được. Đồng hồ Citizen mũ bảo hiểm, lô đồng hồ cũ.
đủ các thể loại luôn, rồi chứ bể cái gì cũng có. Takashima gì đây, à, khăn đủ hết. Nói chung là đi dọn nhà có đồ gì là người ta sẽ đưa vào đây, người ta bán hết khăn trải rồi gì cũng có hết. Đồng hồ về thấy vô hiệu ly này. Đấy, anh em vẫn đang làm rầm rầm ngoài luôn. Nồi cơm ra đây chắc là để nấu ăn ở ở đây luôn. Rửa bát con chảo đây là chỗ của anh em đây, người ta ăn uống đây đó. Kiếm cái ra về để thị trạng ăn lẩu vậy. Điện chín rồi thì nhanh nhưng mà lúc đầu nó hơi lâu. Rồi em tạm dừng video nhé, để em đi xem một số đồ nha quý vị nhé. Lượm đồ sang tháng về Việt Nam có cái gì có nhu cầu đồ gì em mang về nhé.